Chi bu tình tứ bên sân Tùng MTV ngày Valentine khiến fan bấn loạn. Không ít người cảm thấy bất ngờ khi Chi bu chính là cô gái sánh đôi cùng sân Tùng MTV trong ngày Valentine năm nay. Nhưng mùa Valentine 2017, Chi bu và Sơn Tùng MTV đã cùng kết đôi thực hiện bộ ảnh mang chủ đề Đi và Yêu. Trong loạt hình ảnh mới nhất, Sơn Tùng MTV và Chi bu hóa thân thành cặp đôi yêu nhau qua những khoảnh khắc đẹp nhất của 4 mùa trong năm, xuân hạ thu đông. Mỗi mùa có những cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc tươi vui rộn rã, lúc nhẹ nhàng sâu lắng, lúc ấm áp ngọt ngào. Cũng trong bộ hình, Sơn Tùng MTV còn thể hiện sự ga lăng lãng mạn bằng những cử chỉ ngọt ngào, có thể đúng tim bất cứ cô gái nào như buộc dây dài cho người yêu giữa đường, ôm ấp, khoác vai, vân vân và vô cùng đáng yêu. Ngoài lựa chọn những bộ trang phục kèm những phụ kiện năng động trẻ trung, khung cảnh được vẽ đồ họa đầy màu sắc, gợi nhắc nhiều điểm du lịch trên thế giới, cũng làm tăng sức hút thêm cho bộ ảnh ấn tượng này. Năm 2017, cả Sơn Tùng MTV và Chi bu đều đang ấp ủ nhiều dự án mới mẻ. Mới đây, Sơn Tùng MTV vừa chính thức trình làng MV Nơi Này Có Anh, sản phẩm âm nhạc kể lại câu chuyện tình yêu đi qua 4 mùa trong năm xuân hạ thu đông, với những hành động lãng mạn của một cặp đôi trong đó có hành động đáng mơ ước nhất. Dù mới trình làng, song MV Nơi Này Có Anh đã nhận được sự ủng hộ lớn từ phía khán giả và được đánh giá cao bởi âm nhạc nội dung đặc sắc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!